Ok, xin chào tất cả quý anh chị, tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày khá là may mắn. Đó thì được một anh trai ở Khánh Hòa khá là tin tưởng, chốt online một con 9510 số cơ bên cơ, số sới đã chuyển cơ theo như cái nhu cầu sử dụng của anh khách nha. Đó thì hiện tại là bây giờ là mình hôm trước cái lớp của nó hơi răng nứt, thì mình đã hỗ trợ thay cái cặp vỏ sau là vỏ rin, nhưng mà là không răng nứt, còn rất là đẹp, vỏ Ấn Độ Alien. Vỏ trước thì mình đi vỏ TM90 Traveler gì nè. Vỏ này thì hiện tại trên thị trường bán rất là nhiều, vỏ 11-24. Đó, nước sơn con này là rin nguyên con. Đó, mình định là sơn dặm lại, nhưng mà thôi, để vậy đi, cho nó nhìn cho nó bắt mắt. Bởi bên trong nội thất của nó, da bọng nó còn nguyên rin hết nha, rất là đẹp. Ở bên trong của nó này, đó, da bọng ghế nỉ rồi mình để rin hết, mình không có làm gì hết nha, ốc tán nè, mà để rin theo xe hết. Đó, cho anh trai ở Khánh Hòa chuyển full tiền luôn, không cần vào xem xe mà vẫn trồng full tiền luôn nha mọi người. Đó, nhưng mà con này thì mình giữ rin là khá là nhiều. Đó, giữ toàn bộ lại là rin hết. Đó, mình gắn bình mới, thay nhớt mới cho anh. Tiếp theo thì mình muốn gửi đến cho tất cả mọi người là con Isuzu 10510. Con này thì dàn áo rồi là mình có sơn lại, dàn mình máy rồi thì mình cũng có sơn lại luôn nha mọi người. Đó, mâm miết rồi mình cũng sơn lại. 4 cái vỏ thì hiện tại là đang đi 4 cái vỏ rin, nó cũng khá là tương đối, giá cực kỳ là yêu thương luôn, hơn 300 một tí xíu thôi nha mọi người. Hơn 300 một tí xíu là mọi người có một con Isuzu 10510, số cơ bên cơ 2 cầu, trợ lực tay lái, động cơ 6 máy Isuzu, cầu trước 8 lỗ tắc kê cực kỳ lớn, vì xài 4 bánh luôn nha, vì xài trước sau luôn nha. 10.000 thì cái động cơ của nó, cái mã số của nó, mã động cơ của nó là 6BD1. Còn cái dòng 9510 thì là mã động cơ là 6BB1. Con này là piston nhỏ hơn, con này piston lớn hơn nha. Con này là cái mã của nó là 6BB. Đây coi lại. Đây. Đây nha. 6BB1, còn con kia là 6BD. Đó, cực kỳ luôn nha. Đó, mình đang tiến hành rửa lại và bắt đầu là chuẩn bị là lên xe. Lên xe thì quay lại với con Isuzu 10510 thì động cơ cũng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là êm ái nha. Cơ rất là đẹp. Kỳ luôn. Đó, động cơ nè. Đó, động cơ 6 máy. Rất là tuyệt vời nha. Hai bên luôn. Máy cái nổ cực kỳ là ngon luôn nha mọi người. Lắc nhẹ là nổ. Tốc độ chạy cũng cực kỳ là đã luôn, tốc độ chạy 30. Máy nổ rất là êm. Động cơ. Chỗ sau con này là đi là 18-4-34. Đó, vành mâm nè, mình sơn lại nè, sơn si lại cho đẹp. Vỏ 18-4-34. Vỏ trước là 12-4-24. 12-4-24 nha mọi người. Rất là ok. Isuzu 10510. 105 HP. Số cơ bên cơ. Hai cầu trợ lực tay lái. Đó, rất là đã nha. Cho rửa sơ lại một cái. Chạy. Quá đã nha. Chạy xuống. Đó, toàn bộ 5950 thì mình cũng đã đi lớp lớn rồi. Đó, hôm trước cái bánh đầu này, bánh đầu mới, nhưng mà anh khách lấy 5970 anh đổi luôn rồi. Đó, lên hình lên đồ.
Rồi. Hôm qua thì cũng còn có mấy con xe lay quay thôi. Đó, lay quay cho tất cả mọi người xem. Cả nhà mình xem. Quá tuyệt vời luôn. Mình là rửa xe sạch sẽ trước khi bàn giao nha. Ford rồi nè mọi người. Cả nhà mình đang yêu thương dòng xe nào ghé ủng hộ em với nha. Xe kỳ. Ở trong kia là con kia là ngày mai mình sẽ lên hình cho mọi người xem biết là con xe đó xe gì. Đó, là One rồi nè. Ford 4130 thì mình đang để nguyên rin như vậy nha, chưa dọn. Cái bát kia mình bắt quay lại hả anh ba? Nổ cực kỳ là êm ái luôn rồi. Bên trong cabin của nó thì mình đã cho vệ sinh và máy lạnh lò và làm lại cái nội thất ở bên trong này cho nó đẹp. Chỉnh điện nè, tắp bi để hồi mình rửa lại nó mới sạch nha. Cái đèn này là vệ sinh lại hết. Trần nào nó vẫn còn dơ. Gắn thêm hai cái lo nữa. Chưa xong, nó gần hoàn thiện thôi nha mọi người. Chỉ như là gần hoàn thiện thôi, mình quay cho mọi người xem thôi. Ron là mình đi ron mới hết á. Cho nó đẹp. Ga nè. Máy cực kỳ là nhẹ luôn. Máy nhẹ lắm. Mai mình sẽ làm thêm một số chi tiết nữa để cho nó hoàn thiện hơn nha. Anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại 0966 588 517, cửa hàng Tăng Đại Thành, ấp 5 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đó. Rất là chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua nha. Đó. Máy cực kỳ là bóp luôn. Máy đã lắm, dòng Isuzu máy cực kỳ bực lực luôn em. Chạy nhanh nữa để mình mở cửa ra mình chạy cho mọi người xem. Cuối năm xe ở bãi cũng hiện tại cũng đang khá là trống rồi. Đó, anh chị nào đang cần thêm xe gì có thể liên hệ với em qua Zalo. Có một số xe để qua năm về. Mai bắt đầu đi điện còi, đèn còi lại. Xe đã lắm. Chưa có vệ sinh hết. Đây số. Có cục cao su này nữa nhưng mà mình chưa có bỏ vô. Cây là ăn luôn.
cái số này đó, nghĩa là 1, 2, 3 nghĩa là 4 đúng không ạ, cái số à. Thắng cực kỳ là ăn luôn quá trời. Thắng ăn quá, ngày mai về chỉnh thắng lại tí xíu. Gà đây rất là ngọt nha mọi người. Con này đang hơi hoàn thiện thôi, 80% là chắc thứ 7 mới xong. Và tới chủ nhật tuần này là trời ơi, bánh bên này nó lủng rồi sao á. Không sao, nó thấy nó nghiêng nghiêng một bên rồi. Máy lạnh rồi thì rất là lạnh rồi. Trời ơi, cái thắng nhích rất là đứng, nhích rất là đứng luôn. Khiếp thiệt chứ. Về ba đi. Qua số R. Còn ngày mai đi lại hết. Đó. Quá là ngon luôn. Gắn bình mới nhất mới mình đã thay hết rồi. Đó. Quá đã luôn. Quá đẹp nha. Anh chị nào đang quan tâm thì liên hệ với số điện thoại nha. Bây giờ em sẽ rửa xe lại một lần nữa để trước khi bàn giao đến tay tất cả mọi người, cho nó đẹp, nó mới hơn. Kiểu như là hay giỏi chứ làm gì, cho nó tốt đẹp hơn. Rồi, gắn lưới gắn đồ vô đầy đủ hết cho nó đẹp, nó hoành tráng nha mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào những con xe tiếp theo nữa. Anh chị nào đang quan tâm xe thì liên hệ và cũng như ủng hộ em để có giá tốt nhất trong cái năm 2023 này nha. Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm 2024 rồi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.